Bích Ngọc đi. Còn mình là kênh Ốm Nheo. Và hôm nay mình sẽ quay một clip quay về thẻ 7 viên ngọc rồng. Đây, những tấm thẻ này là đã cũ rồi. Mình đã mua từ lâu rồi. Đây là con vi chi đó mình cũng không biết nữa. Vita. Lực tấn công là 4.900. 4.200. 49.200. Còn máu là 52.800 các bạn. Rồi đây là tấm thẻ hiếm nha các bạn. Đây là con vô hạn. Sức mạnh 90.000. Còn lực tấn công 87.000 nha các bạn. Còn đây là rồng hằng. Sức tấn công của nó là 48.000. 48.000. Còn máu của nó là 32.900. Đây nghe các bạn, rồng hằng. Đây. Đây là tấm thẻ săn đấu của mình rất là thích. Đây là tấm thẻ săn đấu của mình rất là thích. Và có tấm thẻ hiếm hơn tấm thẻ này nữa. Chính là thẻ chiến thắng. Và còn gây là Goku. Sức tấn công của nó là đây là Gohan hồi nhỏ nha các bạn. 2.000 vàng này. Và con mình mới ngủ dậy nên nó giọng hơi khà khà nha các bạn. Còn đây là Goku. Và mình và đây là Goku. Hắn có thể tấn công được 86.200, còn máu của nó là 71.500. Ở đó là có Ronaldo và Neymar và Messi. Các bạn nhớ coi World Cup nhé. World Cup nhé. World Cup nhé. Đây là tấm thẻ Messi đá rất là cùi và Vegito và chú rồng huyền thoại nha các bạn. Ở phía sau là nhẫn ma thuật đổi thẻ với đối thủ nha các bạn. Và đây là Gohan và con gì đó mình cũng biết nha. Lâu đài anh dương trừ 5.000 điểm của đối phương nha các bạn. Đây là khách sạn Cù Lăng, nhà ở. Và con này mình đã giới thiệu rồi nha các bạn. Và các bạn hãy nhớ nhấn like và share để ủng hộ cho kênh mình nhé. Bye bye các bạn. Bye bye các bạn. Nhớ để lại bình luận bên dưới cho mình biết nhé. Nhớ để lại bình luận và hãy like và share.